Xong Nhật xin chào cả nhà. Thì hôm nay ngày 18 tháng 8 năm 2022, em vừa dọn xong tiếp được một chiếc Daikin đồng hồ vuông. Đợt này giá thành tốt cho nên là các bác mua cũng lại rất là nhiều. Đây, ngày hôm nay em đóng đi 6 chiếc, toàn bộ hàng gửi đi bưu điện các bác nhé. Các tỉnh luôn, toàn lọc khí. Đây là một cái con Daikin đồng hồ vuông, giá thành tại thời điểm mấy tháng trước là khoảng 4,2 triệu các bác ơi. Nhưng mà đến ngày hôm nay, ngày 18 tháng 8, sau mấy tháng thì con này bây giờ giá có 2,6 triệu thôi ạ. Chỉ có 2,6 triệu mà các bác được sở hữu một cái chiếc máy lọc khí Daikin đồng hồ vuông, có giá mới khi sản xuất khoảng 20 triệu. Riêng con máy lọc khí này thì bắt chấp tất cả các cái thể loại lọc khí, các cái thể loại mà các bác mua mới này, rồi hay các cái mới trên thị trường ấy, 5-7 triệu thì nó thật sự so với con máy này thì không bằng một nửa cái hiệu quả của con máy này vậy. Kể cả so với cái dòng bãi nhé, thì đây nó cũng là một cái con máy nó có cái hiệu năng lọc rất là tốt, lọc mảng HEPA kết hợp với hai cột tĩnh điện. Con này mà hình thức màu cà phê nguyên bản, còn khá là sáng này các bạn này, rất đẹp này. Hình thức rất là mới nhé, đẹp. Chung là một con sáng đều đúng chất bãi, đẹp. Các tính năng eco, bù ẩm các kiểu. Riêng máy lọc khí Nhật thì có tính năng bù ẩm, thì ở các cái máy hàng liên doanh thì họ cắt bớt hết các bạn. Các nút bấm hoạt động tốt không nhé. Đây là bù ẩm. Đây là lọc khí điều chỉnh tốc độ. Con này thì hàng Nhật bãi thì em đã đấu đút cái biến áp bên trong rồi. Đây, nhiều bác thì cứ bảo là không biết là sửa mạch hay làm cái gì bên trong, thì đây nói các bác luôn là trong quá trình vệ sinh một con máy tháo ra thì đút cái biến áp vào bên trong. Thay vì bình thường mà mình cắm ở ổ này, cắm ở ổ này các bác nhé, thì bên em sẽ chiết bên trong máy cái dây này này, chiết ra nối tiếp qua cái dây này để đút cục nguồn này vào bên trong. Đấy, thì các bác cục nguồn này nó bé thôi, kiếm chỗ nào nó chống đút được thì các bác sẽ chạy được thành điện 100V. Chứ toàn bộ phần mạch, phần mạch của máy là không có động chạm gì đâu, xin các bác yên tâm hoàn toàn luôn nhé. Đấy. Con này báo phần trăm độ ẩm bằng số điện tử, số 2, mã số 2 ok, báo cảm biến bụi mùi. Đấy. Đây là cái phần cột lọc tĩnh điện hai bên, là cái phần đắt giá nhất này các bạn này. Đấy, hai cột lọc tĩnh điện hai bên. Màng HEPA kết hợp. Đấy, cộng với một màng thô, một con máy phải nói cái bộ màng nó rất là khủng. Đây, bụi khi mà đi vào các bác này, đi vào đây nhé, qua cái khe này là phải đi qua bộ lưới này. Ở đây nó có hai cái, có cái dây thép. Đây, thép thì hai cái đường điện nó cắm vào đây. Đấy. Nó sẽ phóng ra một cái luồng điện nào đó do cái nhà sản xuất họ làm. Ở đấy thì về chuyên môn sâu thì mấy em không nắm được. Sau đó bụi mới được đi vào đây. Màng HEPA lại thay mới rồi. Cái màng này khi các bác mua mới là 300 nghìn một chiếc nhé. Thanh timer khử khuẩn này, rất mới luôn. Ở nhiều bác mua bảo là đối với cái máy phòng to cho vào phòng nhỏ được không? Thực sự đối với các bác máy to cho vào phòng nhỏ thì càng tốt. Lọc càng nhanh, bù ẩm càng nhanh, lọc càng hiệu quả. Chẳng qua là máy to các bác ngại mua vì là nó đắt tiền thôi. Chứ còn máy to cho phòng nhỏ tốt quá. Cũng như là các bác mua một con điều hòa ấy, phòng của các bác có nghĩa dùng 9.000 được, nhưng các bác mua lên 12.000 thì máy nó dư công suất. Lúc nào làm mát cũng nhanh mà bền máy, lại tiết kiệm điện. Chứ còn nếu mà nhiều khi mà máy nó đuối sức thì nó lại chạy hết công suất nhiều, thì thành ra lại thành ra tốn điện. Đối với cái máy điều hòa này 2013 các bác nhé, mà CK70 75W. Bên này là phần bình nước bù ẩm, rất là mới. Màng thầu ẩm zin còn rất là trắng này các bạn này. Đây, đẹp. Ở trong cái tầm giá 2,6 triệu thì thật sự ra đối với thời điểm này thì đây nó là cái lựa chọn hàng đầu về máy lọc khí.
người Nhật họ cái không khí họ rất là sạch, mà họ nhà nào cũng sắm máy lọc khí, cũng chia là cái không khí của Việt Nam mình. Kể cả các bác ở nông thôn hay là thành phố thì cũng đều rất là bụi, đặc biệt là cái bụi bông vải trong phòng. Nay cái chất lượng không khí ở ngoại thành Hà Nội đây, bên em ở huyện Đông Anh, Hà Nội đang vào ngưỡng 064, vẫn ở ngưỡng an toàn. Cho vào máy được không? Sau khi trò máy các bác thấy nó xuống nhanh đấy. Con này em bán là 2,6 triệu nhé, đã đấu biến áp điện 220V, bảo hành 1 năm, giá chưa phí vận chuyển. Các bác nào lấy thì các bác liên hệ nhé. Chất lượng không khí sau khi cho qua máy đây các bác này, đấy, các bác thấy rằng hiệu quả của nó như thế nào. Chào cả nhà nhé.